Xin chào tất cả các bạn. Nhiều bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ du học trên thế giới nhưng chưa nắm rõ để quyết định được nơi nào sẽ dừng chân làm điểm đến du học chắc chắn cho tương lai của mình. Thì trong chương trình tìm hiểu du học của công ty Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, xin chia sẻ cho tất cả các bạn những lý do mà bạn chọn du học tại Canada. Và hy vọng qua đây sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho tất cả các bạn, cũng như là giải đáp những băn khoăn khi quyết định du học tại đất nước lá phong này nhé. Khi đất nước Canada có nền giáo dục luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu, vì thế mà nền giáo dục tại nơi đây luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Canada là quốc gia đầu tư nhiều cho ngành giáo dục so với các nước trong tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế, và cao nhất trong khối các nước G8. Thực tế chứng minh rằng, trong cuộc thi toán và khoa học quốc tế thì các học sinh tại Canada luôn đạt kết quả cao nhất. Đó là bằng chứng cho chúng ta thấy được rằng chất lượng giáo dục vượt trội của nền giáo dục tại đất nước lá phong đỏ. Và cũng không phủ nhận rằng bằng cấp của Canada thì được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới. Và trong khảo sát của Liên Hiệp Quốc thì Canada đã đạt được nhiều điểm cao về ngành giáo dục, tuổi thọ cao, dựa vào hệ thống phổ cập chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp. Thêm vào đó, những thành phố của Canada như là Vancouver, Toronto và Montreal được công nhận là những thành phố tốt nhất thế giới để sinh sống và làm việc dựa trên chất lượng vệ sinh và an toàn. Các hoạt động văn hóa và cuộc sống thì đầy hấp dẫn của các thành phố này. Về đời sống thì tại quốc gia này có mức sống khá cao. Theo nhận định thì người dân Canada hưởng mức sống vào hạng cao nhất thế giới. Một con số rất đáng được quan tâm là có trên 70% dân Canada có nhà riêng, với tỷ lệ cao sở hữu các sản phẩm tiêu dùng như là xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, TV hay là điện thoại, vân vân. Canada cũng là đất nước có hệ thống an ninh, xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Còn trong lĩnh vực truyền thông, giải trí hay là nghệ thuật thì Canada được cả thế giới ngưỡng mộ. Vì thế mà người dân Canada luôn tự hào về hệ thống phát thanh và truyền hình hiện đại của đất nước mình, bao gồm trên 10.000 đài phát thanh AM và FM và khoảng 719 kênh truyền hình phục vụ nhu cầu giải trí và giáo dục của khán thính giả. Bên cạnh đó còn có các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật phong phú khác. Tất cả trung tâm đô thị chính đều có siêu thị, nhà hàng, rạp hát, phòng trưng bày nghệ thuật và viện bảo tàng. Các thành phố ở Canada cũng có nhiều công viên, vườn cây và bãi biển công cộng, cũng như là các trang thiết bị giải trí và thể thao tuyệt hảo. Và một điểm đặc biệt là sự hiếu khách, tượng trưng cho tính cách cũng như là tinh thần của người dân nơi đây. Canada là quốc gia của dân nhập cư và luôn quan tâm khuyến khích phát triển nền văn hóa đa sắc tộc. Chính vì vậy mà bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Hầu như là mọi sắc tộc trên thế giới đều hiện diện ở Canada. Vì vậy mà hầu hết các loại thức ăn, các hoạt động giải trí cùng với nền văn hóa đặc thù của các dân tộc cũng có sẵn ở Canada. Các câu lạc bộ, kể cả các hiệp hội, tiêu biểu cho nhiều bản sắc dân tộc khác nhau. Về môi trường thì nơi đây bạn hoàn toàn yên tâm nhé, vì Canada nổi tiếng có môi trường xanh sạch đẹp và an toàn. Người dân Canada thì rất tự hào về môi trường thiên nhiên của đất nước mình. Hiện nay thì có 42 công viên và khu bảo tồn quốc gia tọa lạc khắp các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada, nhằm bảo vệ hơn 300.000 km² đất hoang. Một số công viên quốc gia đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ đều có các khu được lựa chọn làm công viên, khu vực hoang mạc, khu bảo tồn thiên nhiên và sinh thái trên khắp đất nước. Có đến 2.000 khu vực như thế đó các bạn. Học sinh đến Canada là đến với một trong những nơi có môi trường thiên nhiên tươi đẹp nhất thế giới. Canada cũng là một đất nước phong phú về địa lý, với nhiều quang cảnh thiên nhiên để thưởng thức như là bờ biển British Columbia tươi tốt, dãy núi đá Rocky Mountain hùng vĩ ở Alberta và bầu trời bao la của vùng Bình Nguyên, cho đến xứ sở của loại đường làm từ những cây thích ở Ridgeley và Swiss Lorraine, cùng với những ngọn đồi gồ ghề và bờ biển thơ mộng của vùng Đại Tây Dương. Về vấn đề an ninh quốc phòng thì Canada nổi tiếng là một đất nước hòa bình, sạch đẹp và an toàn. Điều đang nói là tỷ lệ tội phạm đã giảm đều đặn kể từ thập niên 90. Thì không giống như các nước láng giềng như là Hoa Kỳ thì vũ khí được quản lý rất nghiêm ngặt và thường không được phép sử dụng ở Canada. Do đó
mà mọi du học sinh quốc tế đến Canada nên tuân theo các quy định về an ninh cũng như là cách mà họ vẫn thường làm khi đến các quốc gia khác trên thế giới. Du học sinh có thể liên hệ với bất kỳ trung tâm giáo dục Canada nào để được tư vấn về các vấn đề an toàn cá nhân hoặc có thể tham dự các buổi hướng dẫn về an toàn cá nhân tại trường khi đến học tại Canada đó các bạn. Trong lĩnh vực công nghệ thì Canada là một môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh và học tập của bạn đó, bởi đây là quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin và máy tính. Ngoài ra, Canada còn là cường quốc trong các lĩnh vực viễn thông, vận tải và cơ khí, đặc biệt là hàng không vũ trụ, giao thông đô thị, vi điện tử, dụng cụ y tế, phần mềm cao cấp, thủy điện, năng lượng hạt nhân và quang điện tử, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm và thức uống, địa toán, công nghệ môi trường. Một thực tế minh chứng cho thấy rằng đỉnh cao trong ngành viễn thông của Canada bao gồm là Captel Global Syntex 3. Đây là hệ thống đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tốc độ cao và dung lượng lớn trong việc truyền tải qua đại dương và chuyển tín hiệu đa phương tiện. Khối liên minh Centaur của các công ty viễn thông đã đầu tư 8 tỷ đô la vào công nghệ đường truyền băng thông rộng mới nhất cho 80 hộ gia đình tại Canada. Canada cũng nằm trong số những nước đứng đầu thế giới nhận ra nhu cầu của việc kết nối các trường và thư viện thông qua Internet. Nhiều nước trên thế giới cũng đã và đang thực hiện theo mô hình SchoolNet của Canada. Hệ thống SchoolNet của Bộ Công nghiệp Canada đã thành công trong việc chế biến Canada trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới liên kết các trường và thư viện đến xa lộ thông tin. Còn cuối cùng là về vấn đề ngôn ngữ, thì Canada là đất nước song ngữ. Nơi đây sử dụng hai ngôn ngữ chính thức đó là tiếng Anh và tiếng Pháp. Đại đa số là 70% dân cư nói tiếng Pháp của Canada sinh sống tại tỉnh Quebec ở phía đông Canada, nhưng cũng có nhiều cộng đồng nói tiếng Pháp trên khắp đất nước. Vâng, thì theo kết quả của điều tra dân số năm 2001 thì tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của 81% dân số Quebec và là ngôn ngữ được sử dụng ở tại gia đình của 83% dân Quebec đó các bạn. Ước tính thì có hơn 1 tỷ người nói tiếng Anh và hơn 250 triệu người nói tiếng Pháp trên khắp thế giới. Là một quốc gia sử dụng hai ngôn ngữ thì Canada có nhiều chương trình Anh văn ngôn ngữ thứ hai là ESL và Pháp văn ngôn ngữ thứ hai là FSL, chất lượng cao dành cho mọi học viên nào muốn theo học một hoặc là cả hai ngôn ngữ trên. Thì trên đây là những ưu điểm cũng như là những thế mạnh trong nhiều lĩnh vực của đất nước Canada mà Tân Lại Dương muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Và chắc chắn rằng đây sẽ là những thông tin thật sự bổ ích cho những bạn nào đang có ý định du học tại nơi đây. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ cũng như là cách chọn trường như thế nào sao cho phù hợp thì các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và ở Nha Trang. Lưu ý là chúng tôi không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới. Mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Duộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ, tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ, em sẽ học ngành kế toán tại trường Seth Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ, em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ, em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp em, phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ, em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada.
Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường SET Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em.